Hôm nay chúng ta sẽ học về tĩnh tiến song song. Nếu ta có một tam giác với ký hiệu ba đỉnh ABC thì ta có thể viết là tam giác ABC. Với tam giác cân thì ta có thể ký hiệu những cạnh tương ứng với nhau bằng dấu bằng. Ví dụ với hai tam giác thì ta có thể ghi là AB bằng A'B'. Kể cả góc cũng tương tự. Ví dụ với hai tam giác ta có thể ghi góc ABC bằng góc A'B'C'. Tiếp theo, ta gọi việc dịch chuyển hình này là phép tĩnh tiến. Sau khi di chuyển hình, ta sẽ thử nối các điểm tương ứng với nhau lại. Độ dài đường thẳng nối các điểm tương ứng phải bằng nhau và các đường thẳng song song nhau. Cách di chuyển này sẽ gọi là tĩnh tiến song song. Đến đây, chúng ta đã học được khái niệm tĩnh tiến song song. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại, rồi sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra, rồi khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau so đáp án với nhau nhé. Câu thứ nhất. Đây không phải là tĩnh tiến song song vì các đường thẳng nối các điểm tương ứng không song song nhau. Câu thứ hai, đây là tĩnh tiến song song. Độ dài các đường thẳng nối các điểm tương ứng đều bằng nhau và các đường thẳng song song nhau. Có em nào làm đúng cả hai câu không nào? Cuối cùng là phần ôn tập của bài ngày hôm nay. Nếu ta có một tam giác với ký hiệu ba đỉnh ABC thì ta có thể viết là tam giác ABC. Với tam giác cân thì có thể ký hiệu những cạnh tương ứng với nhau bằng dấu bằng. Kể cả góc cũng tương tự. Tiếp theo, ta gọi việc dịch chuyển hình này là phép tĩnh tiến. Sau khi di chuyển hình, ta sẽ thử nối các điểm tương ứng với nhau lại. Độ dài đường thẳng nối các điểm tương ứng phải bằng nhau và các đường thẳng song song với nhau. Cách di chuyển này sẽ gọi là tĩnh tiến song song. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.